Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ quay trang trại Shiba của Hoàng gia Kano cho mọi người xem nhé. Mọi người cùng xem qua với mình một vòng. Đây, những chú chó vô cùng chất lượng nha. Có cả màu đen này, màu vàng trắng, rồi lại màu trắng nữa. Đó, bà đen kia đầu tiên đó là Tony á, là bé đực giống á. Rất là nhiều luôn. Thoải mái cho anh em lựa chọn khởi nghiệp nhé. Đó, khi đến với khi mua con giống bên trang trại Hoàng gia thì mọi người sẽ được hỗ trợ bao tiêu đầu ra này, bao phối trọn đời luôn. Thì với dòng Shiba thì bên mình sẽ bao tiêu đầu ra với giá thấp nhất là 8 triệu một con cho con nhé. Đó, còn nếu là các bạn chăm mập đẹp thì mỗi con cho con bên mình sẽ thu tầm khoảng 10-11 triệu là bình thường nhé. Đây, đây là một bé màu trắng này, cái đã sinh sản một lứa. Giấy tờ đầy đủ nha. Bé này thì bố mẹ là nhập ở Nga. Rất là nghịch luôn, quấn người lắm. Anh em nào mà có nhu cầu khởi nghiệp cũng như là có thể là nuôi sinh sản một vài con giống như là nghề tay trái á, thì liên hệ với mình nha. Thì, số điện thoại mình là 0948 208 351. Là thành viên của hợp tác xã Hoàng Gia, mình tên là Khắc Phong nha. Bé như dòng Shiba này thì nó sinh sản tầm 3 cho tới 4 con một lứa. Shiba là một dòng chó cỏ của Nhật Bản, cho nên là nó cũng giống như chó cỏ của mình thôi, rất là dễ chăm. Nhưng mà được cái là dòng này nó cười này, thông minh nữa, nên là giá trị kinh tế rất là cao. Đó, ví dụ như bé màu vàng trắng này này. Đó, form 10 sinh sản rất là tốt. Bên mình thì dòng Shiba thì đều có giấy tờ đầy đủ hết nhé, không có các bé không có giấy đâu. Đó. Thì hiện tại mà đàn mình quay nữa thì hầu như là bố mẹ là đều nhập bên Nga hết. Anh em nào mà ví dụ như chưa có kỹ thuật về chăn nuôi chuồng trại thì có thể ghé trực tiếp bên trại bên mình, địa chỉ ở xã Chicago, huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk nha. Đó, bên mình sẽ có quán cà phê thú cưng kết hợp với lại trang trại, gồm có dòng Atlas, Golden, Shiba, Corgi, Akita, rất nhiều dòng cho anh em khởi nghiệp. Có thể là tùy theo vùng miền thì mình nên nuôi dòng nào cho nó phù hợp. Đây có bé Shiba đạt giải nữa này. Bé này được giống. Rồi, cảm ơn mọi người nha.